Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay, bác sĩ Trần chính thức nhận được cái kết quả xét nghiệm ADN với Trần Trân. Vâng, đây là một cái tin vui đối với bác sĩ Trần. Theo như Thuyết biết, chính vào cái thời điểm mà bác sĩ Trần nhận được cái này là lúc đó là bác sĩ Trần đang ở nhà Ngân. Bệnh viện đã thông báo cho bác sĩ Trần đến lấy kết quả. Và sau khi đến bệnh viện thì bác sĩ Trần đã rất là vui và khi nhận được cái kết quả đó chính là Trần Trân và bác sĩ Trần chính là cha con ruột của nhau. Ngay sau khi nhận được kết quả này thì bác sĩ Trần ngay lập tức đã lên một cái kế hoạch mở một cái bữa tiệc ăn mừng. Ở đây bác sĩ Trần đã không có sự chuẩn bị trước. Chính vì vậy mà bác sĩ Trần đã quyết định đi đến một nhà hàng để mà mời mọi người ăn cơm. Thuyết cũng nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ Trần, tuy nhiên Thuyết đã từ chối bởi vì thật sự ra là hiện tại trong cái tình hình hiện tại thì Thuyết không thể đi được vì không thể lái xe. Trong mấy ngày vừa rồi thì Thuyết bị cái bệnh như là tiền đình có vẻ như thế bởi vì mắt mũi là hoa hết cả lên, không lái xe được nhiều. Thì ở đây thì theo như Thuyết biết trong câu chuyện này thì chỉ có mấy người thân thiện, bác sĩ Trần hầu như là mời tất cả mọi người. Ở trong đó có cả Hoa và muốn Hoa là đưa đứa con của mình, tức là thằng bé Huy, đi đến một cái nhà hàng người Trung Quốc để ăn cơm. Thì ở đây Hoa cũng từ chối. Trong khi đó thì theo như Thuyết biết chỉ có Ngân là một này, bà Dung là hai, ông thầy Bói là ba, và một vị bác sĩ mà thầy mà bác sĩ Trần sẽ là thuê ông thầy này để chữa bệnh cho Trần Trân. Đây là một cái bác sĩ. Và trong khi đó có hai mẹ con bà Ly Hương nữa. Theo như Thuyết biết thì ông bác sĩ mới này là cũng là người Việt gốc Hoa và tên là Dương. Ông này là chuyên môn là châm cứu, bấm xoa bóp, bấm huyệt mà để mà bây giờ là sẽ có trách nhiệm là hàng ngày là đến nhà của Trần Trân xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu để phục hồi cái chức năng cho Trần Trân. Trong khi đó thì một cái phương pháp chữa bệnh mà bác sĩ Trần nói rằng rất cần thiết đó chính là cho Trần Trân hát. Ở đây là bác sĩ Trần trước đó đã mua một cái bộ dàn hát karaoke rồi và đây chính là cái chức năng để phục hồi cái phổi của Trần Trân. Bởi vì khi một người nào đó nói thật nhiều hoặc hát thật nhiều, hát to, hát nhiều thì coi như là cái chức năng của phổi nó sẽ có thể được cải thiện. Gia đình nhà Võ Ái Khanh cũng nhận được lời mời. Nhưng mà Võ Ái Khanh cũng từ chối và không đến ăn cơm cùng bác sĩ Trần. Trong câu chuyện ngày hôm nay thì những người trong cuộc trong câu chuyện tình này, Thuyết đã nghe được một hai lời bình luận nói rằng ồ, trong cái chuyện mà đi thử máu của Trần Trân này, nếu có thể đánh tráo kết quả thì cũng rất đơn giản thôi. Bởi vì có thể người trong bệnh viện là người của bác sĩ Trần. Thuyết cũng không biết rằng là tại sao người ta lại có những ý nghĩ như vậy. Tại sao mà bác sĩ Trần phải cố tình cho rằng Trần Trân là của mình? Trước đây thì cố tình không nhận, nhưng bây giờ thì lại cố tình là nhận Trần Trân là con trai của mình là như thế nào? Thì Thuyết cũng không hiểu nữa. Bởi vì ở đây là Thuyết trực tiếp nghe một hai lời bình luận, Thuyết không có thể là tiết lộ tên tuổi. Nói rằng là trong cái vấn đề này thì chỉ có bác sĩ Trần mới biết chính xác thôi là Trần Trân là con ai. Bởi vì nếu như mà đi thử bây giờ, ví dụ như là lấy máu của hai người mà đi đến một bệnh viện nào bất kỳ ở xa xôi mà không có sự mà không liên quan tới cái bệnh viện ở chỗ bác sĩ Trần thì có thể cái câu chuyện này có thể tin được. Còn ở đây lại đến cái bệnh viện mà chỗ bác sĩ Trần đã làm việc mấy chục năm nay thì cái xét nghiệm này có thể là không chính xác. Tuy nhiên điều này thì Thuyết cũng không biết giải thích ra sao. Tuy nhiên có một điều nữa mà chúng ta có thể chứng minh được ở đây. Có nghĩa là trước đó có rất nhiều bạn đã nói rằng chính bà Lý Hương cái hôm mà đưa Trần Trân lên trên ngôi miếu của bà Ngọc Trinh trên thác nước Niagara đã khóc lóc ở đó và có nói rằng chính Trần Trân là con của ai cũng chưa thể xác định được. Nếu mà nói theo như lời của bà Lý Hương thì chính bà Lý Hương đã có quan hệ với hai người đàn ông. Chính vì vậy mà mới không thể xác định được đứa con là của ai. Nhưng thực ra nếu mà không nhầm thì Thuyết nghĩ rằng đã có lúc bà Lý Hương đã nói rằng ngoài bác sĩ Trần ra thì bà ấy không có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, nhất là cái người em họ của bác sĩ Trần. Nếu điều đó là chính xác thì ở đây trong câu chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng rằng cái điều mà chúng ta đã thắc mắc trong câu chuyện của bà Lý Hương đã được giải quyết. Có nghĩa là Trần Trân đã chính xác là con trai của bác sĩ Trần.
Cũng trong câu chuyện này thì có một số người đã hỏi, ồ tại sao Phạm Hoa lại không cho đứa con của mình đi xét nghiệm với bác sĩ Trần vậy? Bởi vì theo như nhiều người tính toán thì bác sĩ Trần vẫn còn rất nhiều tiền. Ở đây ngoài một cái căn nhà của bác sĩ Trần hiện tại ở Toronto ra thì không biết bác sĩ Trần có căn nhà nào khác nữa hay không? Bởi vì chính bác sĩ Trần là người rất kín đáo, có thể có những căn nhà khác mà chúng ta cũng không thể biết được. Đó chính là cái bất động sản, đúng không ạ? Còn thì tiền mặt thì lại càng không biết bác sĩ Trần có bao nhiêu tiền. Vâng, mình tuy nhiên trong cái chuyện xét nghiệm ADN này á, nếu mà bây giờ mà Phạm Hoa tại sao mà lại không muốn đưa cho con của mình để đi cùng bác sĩ Trần để xét nghiệm? Bởi vì nếu bác sĩ Trần còn nhiều tiền bạc như thế thì chính thằng Huy sau này sẽ được thừa hưởng cái tài sản, đúng không ạ? Trong khi đó các bạn biết rồi, Trần Trân dù bây giờ là con ruột của bác sĩ Trần nhưng bản thân Trần Trân thì lại có thể, đây là cái nhận xét của các bác sĩ, có thể Trần Trân sẽ không sống lâu được, có thể một vài năm nữa chẳng hạn, mà lúc đó thì thằng Huy thì nhận vẫn là rất nhỏ, đúng không ạ? Cái điều cần làm ở đây chính là cần làm là Phạm Hoa lên để cho bác sĩ Trần xác nhận xem có phải là con của mình hay không. Bởi vì theo như một phía là như lời Phạm Hoa nói thì đó là con của bác sĩ Trần, nhưng ở đây là chưa chứng thực được, chỉ có xét nghiệm máu thì mới có thể chính xác được. Trong khi đó thì các bạn cũng biết một vấn đề khác nữa, bác sĩ Trần là người biết rõ nhất về cái bệnh tình của Trần Trần, đúng không ạ? Chính vì vậy mà cái thừa kế tài sản thì rõ ràng người cha nào cũng vậy thôi, phải mong muốn coi như có người thừa kế chứ không lại tài sản của mình lại đi cho một người bên ngoài hay sao. Trần Trân thì không sống được lâu, mà ví dụ như Phạm Hoa không để cho bác sĩ Trần đi xét nghiệm đứa con của mình thì sau này số tài sản đó sẽ nằm vào một tay người khác. Và một vấn đề khác nữa chính là bác sĩ Trần mong muốn cái điều đó xảy ra nhanh, bởi vì bác sĩ Trần còn muốn đến thăm thằng bé Huy. Ở đây rõ ràng các bạn biết rồi đó, từ hôm mà biết Huy là con của mình thì bác sĩ Trần đã coi như là đến ngủ với nó hàng đêm. Rõ ràng rằng là bác sĩ Trần muốn gì thì gì, cái tình cảm thiêng liêng giữa tình cha con không thể nào, coi như là bác ấy không thể là muốn mất đi một cái đứa con, mà đứa con đó lại là đứa con khỏe mạnh đẹp trai như Trần Trân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay cũng có một câu chuyện khác, nó hơi bị lạ đời một chút. Đây chính là cái câu chuyện giữa gia đình nhà sinh viên Hùng. Theo như thuyết được biết thì vào khoảng 8 giờ tối nay thì vợ chồng bác Thảo Nguyên sẽ lên máy bay để trở về cái nhà của mình ở cách Toronto khoảng 3.500 km. Chính vì vậy mà sinh viên Hùng đã quyết định làm một bữa cơm để chia tay cha mẹ nuôi của mình để trở về nhà. Thì trong trong cái bữa cơm này thì là làm ở tại nhà Tám Trang. Lý do tại sao vậy? Bởi vì lý do là vợ chồng bác Thảo Nguyên từ hôm đến đến giờ, từ hôm mà từ trên kia trở về Toronto thì vợ chồng nhà bác là ở chỗ nhà của Tám Trang. Đấy. Cho nên là bây giờ là làm cơm ở đó. Thì ông Linh cũng đã nhận được lời mời, nhưng mà ngày hôm nay ông Linh đã tranh thủ đi làm việc, bởi vì ông đi làm thì coi như là sẽ không giống như mọi khi, mà ông sẽ về khoảng 5 giờ chiều thì lúc đó vẫn kịp bữa cơm chiều. Có nghĩa là mọi người rất là hăng say trong câu chuyện để muốn kiếm tiền. Thì trong câu chuyện này thì nó có một cái điều mà Tuyết nói rằng hơi lạ đời, hơi lạ đời ở chỗ rằng là trong hai vợ chồng của ông Linh thì một bà vợ thì đi ăn cơm ở chỗ bác sĩ Trần, còn ông Linh thì lại đi ăn cơm đến chỗ nhà Tám Trang để chia tay với cái ông bà Thảo Nguyên. Đấy, đây là một câu chuyện đáng ra thì hai vợ chồng thì người ta sẽ có thể là đến một chỗ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là theo như thuyết nghĩ chính bà Dung là phải đến chỗ chia tay với vợ chồng bác Thảo Nguyên mới là chính xác, bởi dù sao đi chăng nữa thì vợ chồng bác Thảo Nguyên cũng là người giúp đỡ sinh viên Hùng cái tiền học cái năm cuối cùng, và coi như là có thể tương lai tất cả của con cái của mình là nhờ vợ chồng ông bà Thảo Nguyên. Thế nhưng mà bà Dung lại chọn phương án đi đến với bác sĩ Trần. Nó có một lý do mà như các bạn nhìn đó, tức là bà Dung không vượt qua được cái tôi của bản thân mình. Có nghĩa là trước đó chính bà Dung và mẹ của Tám Trang hai người đã đánh nhau ở tại căn nhà này, và bây giờ khi đến đây ăn cơm thì rõ ràng là phải giáp mặt với vợ chồng ông Năm. Chính vì vậy mà bà Dung không thể vượt qua được cái mặc cảm đó, cho nên là bà ấy đã quyết định đi cùng Ngân đến ăn cơm nhà bác sĩ Trần. Trong câu chuyện bữa cơm hôm nay diễn ra ở nhà Tám Trang thì hôm nay chính thức Tám Trang mới biết được rằng là trong thời gian vừa qua chính là đứa con của Hùng đã bị thất lạc.
Bởi vì câu chuyện hôm nay nó liên quan tới vấn đề đứa con của Hùng. Trong bữa cơm này thì ông bà Thảo Nguyên vẫn nói với ông Linh là quan điểm của ông bà là vẫn muốn gia đình ông Linh là đi báo cảnh sát để điều tra xem trong cái sự vụ vừa rồi, bởi vì có rất nhiều điều nghi vấn. Cái điều nghi vấn đầu tiên ai cũng có thể nhìn thấy đó chính là cái camera bị hỏng trong bệnh viện. Đây là một nghi vấn đầu tiên. Cái nghi vấn thứ hai mà mọi người vừa nhìn ra đó chính là cái anh Vinh là có đứa con mà nhầm lẫn với con của sinh viên Hùng. Thì trước đó mấy ngày, tức là trước khi mà sinh viên Hùng đi thử máu cùng Ngân với đứa bé Nhẫn, thì anh Vinh này đã được một người lạ mặt nói rằng đi đến cái chỗ làm chuyện farm, bởi vì có thể ở đây sẽ bị cảnh sát bắt để đưa về Việt Nam, và lên thay số điện thoại đi, và đã cho anh ta một ít tiền. Thì chứng tỏ rằng những đây chính là những cái mối hoài nghi của vợ chồng bác Thảo Nguyên, và chính bản thân ông Linh cũng muốn làm việc này đó, và khuyên sinh viên Hùng là đi báo cảnh sát. Thì trong câu chuyện này thì bởi vì sao? Bởi vì vợ chồng bác Thảo Nguyên vẫn nghĩ rằng nếu mà sinh viên Hùng không làm tận nơi tận chốn, có nghĩa là tội phạm đã lọt khỏi vòng pháp luật, và nếu họ lọt khỏi vòng pháp luật thì họ sẽ tiếp tục những cái cách thức có thể là hại bé Nhẫn về sau này, hoặc cái cách thức ở đây là có thể là người ta làm những cái cách để sau này chiếm đoạt cái số tiền của Ngân. Mình cũng không cần úp mở gì nữa, mà trong câu chuyện này rõ ràng là vợ chồng bác Thảo Nguyên muốn nói rằng chính bác sĩ Trần vẫn mục đích là để muốn lấy Ngân, và nếu mà bác sĩ Trần là người đứng đằng sau cái vụ tráo đổi con kia thì rõ ràng là bác sĩ Trần có cái ý đồ xấu. Ý đồ ở đây là cái gì? Là ban đầu có thể muốn cho đứa bé này sau này trở lên khi mà 18 tuổi thì đứa bé mà không phải con của Ngân đó nó sẽ lãnh được cái số tiền này, và lúc đó bác sĩ Trần sẽ có trong tay cái số tiền đó. Bằng cách nào thì có thể chưa khẳng định được, nhưng đây có thể là một cách. Một cái cách thứ hai là theo cái kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân, có nghĩa là đó, vì sự nhầm lẫn đó bác sĩ Trần đã có công trong cái vấn đề đi tìm được đứa con của Hùng Ngân mang về, và đây chính là cái điểm cộng trong con mắt của Ngân. Chính vì vấn đề này Ngân sẽ quyết định lấy bác sĩ Trần, và khi bác sĩ Trần lấy được Ngân rồi thì sẽ có rất nhiều vấn đề mà nhiều người sẽ phải lo lắng. Đó chính là vấn đề mà các bạn thấy đó, chẳng hạn như là cho Ngân sử dụng cây ná cần sa cũng là một vấn đề, hoặc là có nhiều người lo lắng trong câu chuyện ví dụ như ở Việt Nam đang một cái câu chuyện đang rất ầm ĩ, một cái người phụ nữ đã đầu độc trong cái người thân của mình chỉ có 8 tháng mà đã giết chết 5 người thân trong gia đình, thì cũng có thể bằng nhiều cách, chẳng hạn như là cái chết của Quân, trong cái chết của Quân mà nhiều người cũng nghi ngờ bác sĩ Trần là một nghi phạm trong cái vụ án mà cái chết của Quân đột ngột ra đi. Thì ở đây thì sau này ví dụ như lấy được Ngân và lấy được Ngân rồi thì có thể Ngân và bé Nhẫn sẽ gặp nguy hiểm theo những cái cách tương tự khác nhau. Theo như thuyết biết, ông Linh cha của sinh viên Hùng thì không có bất kỳ chủ ý nào, nhưng mà ông vẫn muốn là con của mình báo cảnh sát để vào cuộc. Nếu mà không có chuyện gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Ví dụ bây giờ cảnh sát vào cuộc mà điều tra, chẳng hạn như cái camera tại sao lại hỏng ngẫu nhiên trong cái chuyện đó. Ở đây là không ai giải thích được, tự nhiên lại đúng cái ngày mà Ngân sinh đẻ lại hỏng camera. Thì nếu cảnh sát vào cuộc thì ví dụ như là người ta không tìm ra được nghi phạm chăng nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì đến ai. Còn nếu người ta tìm được ra thủ phạm trong vấn đề này thì lúc đó coi như là gia đình đỡ lo sợ. Trong khi đó thì sinh viên Hùng không đưa ra cái chủ ý của mình, có nghĩa cậu ta cứ chỉ vâng vâng dạ dạ, tức là cậu ta nói rằng để cậu ta suy nghĩ xem như thế nào. Ở đây rõ ràng là sinh viên Hùng bị chi phối bởi người mẹ rất nhiều. Cậu ta biết rằng kiểu gì thì kiểu bà Dung cũng sẽ ngăn cản cậu ta, và nếu khi mà cậu ta không nghe lời bà Dung thì có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Trong khi đó thì Thiết xin thông báo một chút về sức khỏe của Tám Trang. Tám Trang sức khỏe đã cảm thấy tốt nên khá nhiều. Cái vấn đề và khi mà nghe cái câu chuyện mà đứa con của Hùng bị tráo đổi thì Tám Trang đã tỏ ra là trầm lắng. Chính bà Lâm đã lo ngại trong vấn đề này. Sợ rằng Tám Trang có những cái suy nghĩ gì đó mà không tốt cho sức khỏe. Chính vậy mà bà Lâm đã cố tình dẫn Tám Trang ra bên ngoài vườn. Sau khi mà để cho Tám Trang ăn uống một chút xong thì đã dẫn Tám Trang ra ngoài vườn. Có một chi tiết trong câu chuyện của Tám Trang, có nghĩa là Tám Trang
Từ hôm nọ đến giờ đã đến có mấy lần Tám Trang nhắc nhở sinh viên Hùng là không được đến nhà của bác sĩ Trần, có nghĩa là không được đến nhà riêng. Không biết là Tám Trang đã bị ám ảnh cái câu chuyện gì ở nhà riêng của bác sĩ Trần là đến mức độ nhiều như thế nữa. Nhưng có vẻ như Tám Trang đã phát hiện ra một điều gì đó bí ẩn trong căn nhà của bác sĩ Trần và luôn luôn khuyên người yêu của mình là không nên đến căn nhà của bác sĩ Trần. Trong câu chuyện riêng của Hùng thì trước khi mà ra về thì ông bà Thảo Nguyên theo như thuyết biết thì ông bà Thảo Nguyên nói rằng sinh viên Hùng nên tập trung đi làm, bởi vì bắt đầu từ thứ hai này thì Hùng bắt đầu đã quyết định là đi làm việc đến công ty của bạn thầy giáo Tân rồi. Thì ở đây có căn dặn sinh viên Hùng lên thông qua Đông Nhi để có thể biết tất cả mọi chuyện. Các bạn biết đó, chính ông bà Thảo Nguyên cũng rất là nhanh nhạy trong vấn đề mà nhìn nhận câu chuyện. Ở đây rõ ràng Nguyệt bị khống chế rất nhiều. Nguyệt là với bác sĩ Trần vẫn mang một cái ơn nghĩa rằng là trước đây bác sĩ Trần đã giúp đỡ Nguyệt tổ chức cái đám cưới, lo rất nhiều cho gia đình nhà Nguyệt. Đấy. Thì trong khi đó thì chính Nguyệt với Ngân cũng là bị mang những cái tính chất là Ngân đã giúp đỡ cả gia đình nhà Nguyệt sang đây, mẹ Nguyệt rồi hai đứa con của Nguyệt. Cho nên là trong vấn đề này đôi khi ở giữa câu chuyện của bác sĩ Trần với Ngân thì lại Nguyệt lại không dám thổ lộ hết 100%. Chính vì vậy mà ông bà Thảo Nguyên đã nói với Hùng rằng là lên tham khảo nói chuyện với Đông Nhi thì tốt hơn, bởi vì Đông Nhi là người thật thà. Cái thứ hai á, là Đông Nhi hay không giữ mồm giữ miệng, có nghĩa là cái người này có thể bất cứ chuyện gì người ta cũng có thể là nói ngay được. Thế cho nên là ý của bà vợ chồng bác Thảo Nguyên là ví dụ Hùng đi làm mà không có thời gian quan tâm tới quá nhiều về con cái thì hãy thông qua Đông Nhi là tốt hơn là thông qua Nguyệt. Muốn gì thì Đông Nhi vẫn tốt hơn, nhưng mà thực sự ra chính là vợ chồng bác Thảo Nguyên cũng không nhìn rõ được vấn đề. Chính Đông Nhi là người, gia đình nhà Đông Nhi là người mang cái ơn sâu nặng với bác sĩ Trần, bởi chính bác sĩ Trần là người đưa ra cả gia đình nhà Đông Nhi sang từ bên Trung Quốc sang bên Canada, và chính điều này Đông Nhi phải mang ơn ơn huệ lớn. Cho nên là theo thuyết nghĩ rằng nếu bác sĩ Trần có mắc một cái sai lầm gì đó thì Đông Nhi dù là một người rất là hay nói và có thể là người thật thà, nhưng cũng sẽ giữ những cái điều để bảo vệ cho bác sĩ Trần, chứ không như là cái suy nghĩ của vợ chồng bác Thảo Nguyên rằng là Đông Nhi sẽ nói ra tất cả đâu. Cũng trong câu chuyện này thì vợ chồng bác Thảo Nguyên than thở rằng nếu mà bác sĩ Trần bây giờ là chung sống ở cùng bà Ly Hương, quyết định là ví dụ như Trần Trân đã là con rồi và về sống với Ly Hương cùng một nhà hoặc là sống với Phạm Hoa cùng một nhà thì rõ ràng là vợ chồng bác Thảo Nguyên muốn Hùng và Tám Trang đi lên trên gia đình nhà mình sống ở trên kia và có xin việc làm định cư sống ở trên đó, thỉnh thoảng về lại đây để thăm đứa con của mình. Nhưng hiện tại thì bác sĩ Trần vẫn là một cái gì đó là một chướng ngại vật để cho khiến mọi người lo ngại. Ở đây là ai cũng lo sợ rằng là Ngân sẽ lấy bác sĩ Trần, và khi Ngân lấy bác sĩ Trần rồi thì chính đứa con của Hùng là sẽ không nằm trong lĩnh vực an toàn, không nằm trong cái điểm an toàn. Chính vì vậy mà vẫn lo sợ, vẫn không dám lôi kéo sinh viên Hùng để đi về trên trên ba vách ta. Ở đây là cái điều mà có thể ai cũng nhìn nhận ra. Nếu sinh viên Hùng mà đưa Tám Trang lên trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên với cái khoảng cách là 3.500 km thì nếu ở đây Ngân đứa con của Hùng có xảy ra chuyện gì thì cậu ta có thể không có thể là ngay lập tức có thể trẻ về ngay được, đúng không ạ? Ít ra cũng phải một ngày. Mua vé máy bay như theo như thuyết biết, nếu mà theo như thuyết biết cũng độ khoảng 800 đô la, đó là đến lúc là có vé ngay lập tức nhé các bạn. Đôi khi là mà không có chuyến bay thì có khi phải chậm mất ngày hôm sau. Như vậy thì mọi chuyện nó có thể là đã đi quá xa rồi. Đây là một vấn đề mà Hùng rất lo sợ. Chính vì vậy mà Hùng cũng chưa có quyết định gì để mà đi lên dẫn Tám Trang đi lên trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên cả. Cũng trong thời gian qua thì chúng ta thấy rằng là vợ chồng ông Năm vẫn đang là một cái dấu hỏi cho mọi người, bởi vì vợ chồng ông không có tức là không đưa ra bất cứ cái quan điểm gì cả, cũng không biết rằng vợ chồng ông Năm muốn cho Tám Trang ở lại đây để đi học hay học hành, hay là vợ chồng ông vẫn có cái suy nghĩ rằng là khi Tám Trang đã khỏi hẳn rồi thì đưa Tám Trang trở về Việt Nam. Rõ ràng ai cũng nhận thấy rằng chính cha mẹ của Tám Trang sẽ nhận ra điều này trước, có nghĩa là tạ con của họ rất là khó xa sinh viên Hùng, và nếu mà đưa Tám Trang trở về Việt Nam thì có thể Tám Trang sẽ phát lại cái căn bệnh trầm cảm, hoặc có thể cô gái này sẽ có những hành động dại dột. Chính vì vậy mà ông bà Lâm chưa dám đưa ra bất cứ một cái quyết định gì trong câu chuyện giữa Hùng và Tám Trang.
Vâng, thưa quý vị, ở trong 4 video ngày hôm qua, tôi đã xem tất cả những cái lời bình luận của quý khán thính giả và các bạn liên quan tới câu chuyện mà cái người đàn ông tên là Vinh có đứa con nhầm lẫn với vợ chồng của với Ngân và Hùng. Thì có một bạn nào đó nói rằng: "Ồ, ông chủ kênh làm sao giới thiệu cái anh Vinh này với lại Hà với lại Đông Nhi đi?" Thật sự câu chuyện này rất khó các bạn. Thứ nhất là các bạn biết đó, hai người có một sự chênh lệch tuổi về tuổi tác của nhau, và hiện tại thì chính cái cậu Vinh này đang gọi Đông Nhi là chị, các bạn biết đó, bởi vì Đông Nhi tận 5-6 tuổi rồi, còn cái anh Vinh này mới có 42 tuổi, là chênh nhau là 14 tuổi đúng không ạ? Cho nên ở đây là giữa hai người bây giờ gọi là chị em, cho nên đến khi mà chuyển gang cũng khó. Cái vấn đề thứ hai, chính cái tư tưởng của cái người đàn ông tên là Vinh này bây giờ đang rất là lo sợ trong vấn đề phải trở về Việt Nam, bởi vì bây giờ cái chuyện con cái bị đổi trác này nó có thể là bất cứ lúc nào sẽ đến tai cảnh sát đúng không ạ? Khi đến tai cảnh sát rồi thì người ta sẽ biết cái lý lịch của cậu ta, sẽ là người ta chỉ cần vào máy tính một phát thôi là biết ngay là Vinh này là đã là người coi như là nhập cư lậu sang đây đi du lịch và đã trốn ở lại đây và trong thời gian 3 năm, có nghĩa là bất hợp pháp, và họ có thể bắt bất cứ lúc nào anh ta trở về Việt Nam. Cho nên là vấn đề ở đây là vì cái tư tưởng thế thì no làm sao có thể lấy vợ. Lấy vợ ở đây chỉ có cách, ví dụ lấy người nào có quốc tịch, ví dụ Đông Nhi có quốc tịch hoặc một người đàn bà nào khác có quốc tịch thì là ok, có nghĩa là lúc đó là đi đăng ký kết hôn luôn. Đó thì là người chồng sẽ ăn theo người vợ. Đấy. Chứ còn thì lấy một người như Đông Nhi bây giờ giấy tờ cũng chưa ổn định nữa thì chả có cái lý do gì cả. Đấy. Trong khi đó thì các bạn biết rằng cái anh Vinh này vợ mới chết xong đúng không ạ? Khi mà vợ hoặc chồng mới chết xong thì người ta ít người người ta đã nghĩ ngay tới những cái chuyện đó lắm. Mình đọc được một lời bình luận của một bạn Lê Thị Hương Lan. Bạn ấy nói rằng phải đi xét nghiệm chéo như thế nào mà Thuyết cũng không hiểu nhiều. Bạn ấy viết như thế này đã, sau đó mình sẽ hỏi lại, xin phép quý khán thính giả. Cần xem lại thái độ của gia đình nhà ông Vinh như thế nào. Nếu có sự nhầm lẫn đánh cháo thì nó có thể hiện qua kết quả xét nghiệm giữa Hùng và Ngân và bé Nhẫn. Còn thầy bói nói sai khi gia đình ông Vinh cũng phải đi xét nghiệm, sau đó phải xét nghiệm chéo giữa con ông Vinh với Hùng Ngân. Và ngược lại, nếu bác sĩ Trần có nhúng tay vào thì phải chờ kết quả của bệnh viện nói Ngân sinh, mong mọi người khoan vội kết luận lỗi tại ai. Còn bà Dung mê muội và nhà của Ngân hứa tôi thích xem kênh của anh Thuyết. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Những câu sau bạn viết mình còn không đọc được nổi nữa. Thì ở đây bạn nói rằng vấn đề là đi phải xét nghiệm chéo, thì theo Thuyết nghĩ rằng bệnh viện đã xét nghiệm tất cả như vậy rồi đúng không ạ? Đã xét nghiệm cả coi như là hai cha con của anh Vinh với lại cả Hùng Ngân và cả bé Nhẫn rồi, thì như lại như vậy thì đâu cần phải xét nghiệm gì nữa đâu, tất cả máu của mọi người như thế nào thì là nó đã ra như vậy rồi thì đâu cần gì phải xét nghiệm nữa đúng không ạ? Trong khi đó cái tâm lý của ông Vinh này thì bây giờ rất sợ đi đến bệnh viện, bởi vì đến bệnh viện hoặc đi xét nghiệm lu bu thì nó chẳng là may mà liên quan đến cảnh sát một cái, là trong cái chuyện hồ sơ một cái là cậu ta là lo sợ là bị về Việt Nam, mà con cậu ta thì bây giờ có quốc tịch ở đây, cậu ta không muốn về. Vâng, thưa quý vị, có một cái chi tiết khác mà thực sự là chỉ có một người nhìn ra. Ở đây là bạn tên là Ta Mương, bạn ấy nhìn ra cái chi tiết này mà thực sự là Thuyết cũng không nhìn ra được. Bạn ấy viết như thế này: Ngân tuyên bố khép cửa ông Trần vì biết là cưỡng dâm phạm hoa. Lão Trần dùng não thầy bói nói cu Nhẫn không phải con Ngân. Nếu Ngân không nói khép cửa lão Trần thì hắn chưa nói ra đâu. Vâng, các bạn có nhớ lại cái sự việc thì đúng, Thuyết nghĩ đúng là như vậy đúng không ạ? Khi mà coi như là phạm hoa, ở đây bạn nói là cưỡng dâm phạm hoa, có thể theo như lá thư của chị Jolex Chu cũng tuyên bố đó là không phải là ở đây như là một cái tội gọi là bác sĩ Trần. Nếu thật sự là ăn ngủ với phạm hoa trong những ngày tháng vừa rồi đó thì chắc chắn là bác sĩ Trần đã phạm vào cái tội cưỡng dâm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta là thứ nhất là chồng vừa chết xong, thứ hai là mới sảy thai xong, trong khi đó kể cả trong cái trong luật hôn nhân, ví dụ như hai vợ chồng một người người ta không đồng ý quan hệ mà anh cố tình thì đó là cái hành động cưỡng dâm, cho nên là nếu mà truy tố cái tội này cũng là nặng.
Và trong cái vấn đề khi mà Ngân biết cái câu chuyện mà Hoa phải chạy trốn vì vấn đề bác sĩ Trần đêm nào cũng ngủ với Hoa như vậy, thì coi như là thì Ngân đã rất buồn và đã quyết định không cho bác sĩ Trần đến nhà nữa. Bằng chứng là bác sĩ Trần đã đứng ở cửa cả tiếng đồng hồ, nhưng mà Ngân vẫn ra lệnh cho Nguyệt là không được mở cửa cho bác sĩ Trần vào. Chính vì lý do này thì bác sĩ Trần mới đưa ông thầy bói đến để coi như nói cho Ngân biết rằng là đứa con của Ngân bị đánh cháo, tức là bị nhầm lẫn. Nếu không vì lý do mà Ngân không cho bác sĩ Trần vào thì không bao giờ bác sĩ Trần nói ra điều này. Đúng là không ai nhìn ra cái vấn đề này, mà trong khi đó bạn Ta Mương đã nhìn ra vấn đề này. Thật sự câu hỏi nó có phải nằm ở đây không? Nếu đúng là như vậy thì trước đó nếu không có cái chuyện mà Ngân tuyên bố không cho bác sĩ Trần đến nhà thì có thể là cái câu chuyện này sẽ không được tiết lộ ra. Có nghĩa đứa con của Hùng sẽ có thể không biết bao giờ mới có thể tìm lại được. Bởi vì lúc đó sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra, đúng không ạ? Biết đâu đó, ví dụ lúc đó coi như là lúc đó trong thời gian mà bác sĩ Trần chưa tuyên bố ra thì lúc đó cảnh sát đã phát hiện ra ông Vinh kia là ở đây bất hợp pháp và bị đưa về Việt Nam, thì đứa con đó cũng bị đưa về Việt Nam, và khi đó sẽ là rất khó khăn trong vấn đề tìm lại đứa con, đúng không ạ? Cho nên là đây chính là một cái lý do mà theo thuyết nghĩ rằng là nếu mà hôm đó mà Ngân không có cái chuyện với bác sĩ Trần, không có câu chuyện Phạm Hoa bỏ đi và Ngân đóng cửa không cho bác sĩ Trần đến, thì đứa con của Hùng có thể lưu lạc không biết ngày nào mới có thể trở về được bên cha mẹ. Trong khi đó cũng vào ngày hôm qua Thuyết đọc được những cái lời bình luận là một số bạn nói rằng bạn Quang là người chính là bác sĩ Trần hoặc là người nhà của bác sĩ Trần, bởi vì bạn ấy nói rằng chính ông thầy bói là xem bói là chuẩn, bởi vì ông thầy bói xem bói chuẩn cho nên là mới nói ra được vấn đề là đứa con của Hùng bị nhầm lẫn như vậy. Cho nên ở đây là khi mà nghe vấn đề đó thì có rất nhiều người lên án bạn Quang rằng là bạn là người nhà của bác sĩ Trần và bảo vệ bác sĩ Trần. Trong câu chuyện này rõ ràng là chả có bói toán gì cả, mà tất cả ở đây bác sĩ Trần đã biết tất từ đầu đến cuối và ra lệnh cho ông thầy bói là phán như vậy thôi. Chứ còn thì ông thầy bói làm sao mà tự nhiên biết là hai đứa bé này bị đánh cháo với nhau, đúng không ạ? Hoặc là bị nhầm lẫn với nhau. Tuy nhiên mình cũng xin nói với các bạn trong vấn đề mà quy kết bạn bạn Quang là người nhà của bác sĩ Trần thì không nên nói bạn Quang như vậy, bởi vì các bạn chẳng có một cái bằng chứng gì để chứng minh rằng là bạn Quang là người nhà của bác sĩ Trần cả. Bạn ấy chỉ bình luận theo cái cách nhìn của bạn ấy thôi, bởi vì bạn ấy đã đưa ra một cái bằng chứng là ở quê ngoại nhà bạn ấy cũng có một người, tức là đi xem thầy bói nói về trong tháng này thì coi như ông chồng chết và không tin, thì đúng rằng câu chuyện như thế đã xảy ra. Người thầy bói người ta đã nhìn trước được cả trước cái câu chuyện đó cả một tháng trời, có nghĩa người ta biết trước được. Thì trong câu chuyện của bác sĩ Trần này cũng vậy, người ta cũng nhìn trước được rằng là đứa con của Hùng và đứa con của anh Vinh kia đã bị nhầm lẫn nhau. Tuy nhiên cái số người mà nói theo như bạn Quang chỉ là cái người đếm trên đầu ngón tay thôi, còn hầu như tất cả những lời bình luận khác nó đều nói rằng chính bác sĩ Trần là người trong cuộc đứng đằng sau cái vụ nhầm lẫn này. Bạn Nương Phạm đã khẳng định rằng sâu chuỗi tất cả các tình tiết thì tôi cam đoan ông Trần là chủ mưu cháo con, vì ông Trần nói bé Nhẫn không giống bố mẹ, rồi ông thầy bói phán bé Nhẫn không phải là con của Ngân mà con thật đang ở rất xa. Ông thầy bói là do ông Trần đưa đến, rồi khi có kết quả xét nghiệm thì ông Trần bảo không báo cảnh sát. Lúc mọi người báo bệnh viện là có sự nhầm lẫn con, yêu cầu xem xét thì có người báo cho ông Trần là có mặt ngay, rồi ông ta ngăn cản không cho báo cảnh sát. Khi bệnh viện họp kiểm tra camera thì camera hỏng đúng thời điểm đó. Vậy ông Trần đã tính được hết rồi. Không có cảnh sát vào cuộc tìm ra kẻ chủ mưu thì hắn vẫn nhởn nhơ ung dung và lại tìm cách hãm hại bé Nhẫn và mọi người nữa không chừng. Vâng, đây là cách nhìn của bạn Nương Phạm. Tất nhiên đây là rất nhiều người có ý nghĩ như vậy. Cái tình tiết mà khi Ngân cả Hùng đến bệnh viện một cái thì lập tức là bác sĩ Trần có mặt. Rõ ràng rằng là trong bệnh viện đã có người thông báo cho bác sĩ Trần biết, đúng không ạ? Bởi vì lúc đó thì coi như là chẳng ai thông báo cho bác sĩ Trần cả. Hùng cả Ngân lúc đó là đang cuống quýt, nên tất cả gia đình nhà Hùng lúc đó đang cuống quýt. Lý do tại sao? Lý do là nhận được cái thông tin rằng là đi xét nghiệm mà không phải con của mình thì ai chả lo sợ. Lúc đó làm gì có cái thời gian đâu suy nghĩ đến bác sĩ Trần nữa. Vậy mà khi nào đến bệnh viện thì bác sĩ Trần lại ngay lập tức có mặt luôn. Thì rõ ràng rằng là có người báo cho bác sĩ Trần rồi. Vậy thì người đó là ai? Và tại sao người ta lại thông báo cho bác sĩ Trần? Rõ ràng họ có một sự liên kết với nhau.
Và một vấn đề khác nữa, nó rất là logic, có nghĩa là khi đến thì bác sĩ Trần lại ngăn cản Sinh Viên Hùng là không được báo cảnh sát. Và ở đây chính bác sĩ Trần nói như để cho bà Dung, để chính là bà Dung ngăn cản Sinh Viên Hùng. Bởi vì bác sĩ Trần biết rõ rằng là chẳng có ai ngăn cản được Hùng ngoài người mẹ của Hùng mà thôi. Trong khi đó một bạn tên là A Tăng thì lại cho rằng cái điều này ông Trần muốn tiết lộ việc bé Nhẫn bị nhầm mà theo em nghĩ trước đó là âm mưu của ông ấy. Em nghĩ có lẽ ván cờ chiếm được ngân không thành công khi câu chuyện của Phạm Hoa và Ly Hương bị phanh phui. Ông ấy đã mất điểm trong mắt của Ngân. Vậy nên ông ấy sẽ nghĩ cách này để chiếm lại được cảm tình với Ngân. Mình rất mong Ngân hãy tỉnh táo, không nên lấy ông. Nếu không, muốn cuộc đời còn lại sẽ gặp nhiều tai họa cho mình và cho bé Nhẫn. Vâng, đây là cách nhìn của bạn A Tăng, cũng giống có rất nhiều của quý khán thính giả khác, và đã nói rằng câu chuyện của bác sĩ Trần nó giống y như hệt như là gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, đúng ạ. Bởi vì trước đó thì rõ ràng rằng là vì cái câu chuyện của Phạm Hoa bị cưỡng dâm, rồi thì bà Lý Hương trong câu chuyện là bác sĩ Trần không nhận đứa con của bà Lý Hương là cậu Trần Trân, thì Ngân đã rất là chán bác sĩ Trần rồi, đúng ạ, đã mất điểm rồi. Và bây giờ trong câu chuyện này thì rõ ràng bác sĩ Trần phải lấy điểm với Ngân để mà thực hiện âm mưu là sẽ chiếm được lòng Ngân. Đây là cách nhìn của bạn A Tăng nhé các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì bác sĩ Trần vẫn đang ổn áp và có vẻ như bác sĩ Trần đang hưởng những ngày vui hạnh phúc nhất. Ngân vẫn đang coi như được bác sĩ Trần ưu ái, và ngược lại bác sĩ Trần cũng đang ưu ái Ngân rất nhiều. Bằng chứng là họ đã coi như là cùng nhau đi ăn cơm để chúc mừng bác sĩ Trần đã nhận được một cái cậu con trai đi thử máu là ok lắm rồi. Thì điều này nó có thể sẽ dẫn tới những cái điều mà tái lập lại trước đây cái lời xin hoãn lại đám cưới của Ngân. Các bạn nhớ rằng trong cái đợt trước khi Sinh Viên Hùng đã đưa ra một cái điều kiện, đúng không ạ, đã coi như là cậu ta đã bắt đi đứa con của Ngân và phải bắt Ngân hứa rằng là không làm đám cưới với bác sĩ Trần nữa thì mới mang con trở về, nếu không cậu ta sẽ tự tử, một cái nước cờ đi rất là thấp. Tuy nhiên nó cũng đem lại cái hiệu quả nhất định. Chính vì vậy mà Ngân đã phải coi như là ok, có nghĩa là Ngân đã hoãn lại cái đám cưới với bác sĩ Trần. Và đến ngày hôm nay thì cái điều này không còn như thế nữa rồi. Có nghĩa tình thế đã chuyển sang một cái thế cờ khác rồi. Và lúc này thì Ngân hoàn toàn có thể là đính hôn với bác sĩ Trần một lần nữa. Đám cưới có thể được tổ chức hay không thì vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Và chúng ta bắt buộc phải theo dõi câu chuyện này trong những thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, video của Thuyết hôm nay xin tạm dừng ở đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video sau.